Sự ra đời của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử giáo dục đại học tại Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược, xác định giáo dục và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 7 năm 1993 đã ra nghị quyết, trong đó chỉ rõ nhiệm vụ xây dựng một số trường đại học trọng điểm quốc gia để làm đầu tàu và nòng cốt cho giáo dục đại học Việt Nam. Ngày 27 tháng Giêng năm 1995, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký nghị định 16 trên CP thành lập Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, đến nay Đại học Quốc gia là một hệ thống bao gồm 33 đơn vị, trong đó có 6 trường đại học thành viên, một viện nghiên cứu và 26 đơn vị trực thuộc với quy mô đào tạo 65.000 sinh viên và hơn 10.000 cán bộ giảng viên. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng một hệ thống đại học trong top đầu châu Á, nơi hội tụ của khoa học công nghệ, văn hóa và tri thức Việt Nam. Năm 2018, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 142 trong bảng xếp hạng QS ASEAN và xếp vị trí 701 đến 750 trong bảng xếp hạng QS World của các trường đại học hàng đầu thế giới. Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 643,7 ha, nằm trên địa bàn quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trường Đại học Bách Khoa được thành lập từ năm 1957. Đến nay, trường có hai cơ sở. Cơ sở tại khu đô thị Đại học Quốc gia với quy mô hơn 25 hectare, đáp ứng nhu cầu đào tạo của 11.000 sinh viên. Trường Đại học Bách Khoa là trường đại học đầu tiên của Việt Nam có chương trình đạt chuẩn kiểm định APEC của Hoa Kỳ. Với môi trường sáng tạo và chuyên nghiệp được định hướng ngày càng rõ nét, Trường Đại học Bách Khoa tiếp tục không ngừng phát triển, giữ vững vai trò là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cả nước. Đây là trường có chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế nhiều nhất của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với 24 chương trình. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nằm trong khu đô thị Đại học Quốc gia với quy mô hơn 32 ha, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 11.000 sinh viên và 500 học sinh, đang dần thành hình với sứ mạng đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên góp phần đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ đại học, đội ngũ chuyên gia ở các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học liên ngành, khoa học công nghệ mũi nhọn như công nghệ sinh học, tế bào gốc. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được xây dựng trên diện tích 20 ha với quy mô đào tạo hơn 11.000 sinh viên. Đây là khu vực với các chức năng như nhà làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, thư viện, bảo tàng, khu phức hợp thể dục thể thao và dịch vụ. Trường có 6 chương trình đạt chuẩn AUN, mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Trường Đại học Quốc tế được quy hoạch và phát triển thành 2 giai đoạn với quy mô diện tích 11,5 ha, quy mô đào tạo hơn 6.000 sinh viên. Trường Đại học Quốc tế là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu. Nhà trường cũng đã liên kết với nhiều trường đại học hàng đầu thế giới như Nottingham, Binghamton, West of England. Trường có 12 chương trình đạt chuẩn AUN, mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Trường Đại học Công nghệ Thông tin với diện tích hơn 13 ha, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 6.000 sinh viên. Với tầm nhìn trở thành trường đại học uy tín về công nghệ thông tin, truyền thông và các lĩnh vực liên quan trong khu vực châu Á. Trường Đại học Công nghệ Thông tin có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng. Trường Đại học Kinh tế Luật có diện tích hơn 17,1 ha, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 6.000 sinh viên. Với sứ mạng thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Đến năm 2030, trường sẽ trở thành cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng trong số các trường đại học có uy tín khu vực châu Á, trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Đến nay,
trường có 6 chương trình đạt chuẩn EUN, mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Ra đời từ năm 1996, Viện Môi trường và Tài nguyên có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, triển khai chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên. Bên cạnh đó, Viện còn được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao phụ trách trạm quan trắc môi trường quốc gia, phụ trách vùng các tỉnh phía Nam. Viện đã không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt để trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong cả nước và khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ về môi trường và tài nguyên. Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng trên diện tích hơn 8,1 hectare. Khu công nghệ phần mềm đã trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam, là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các hoạt động hỗ trợ startup tạo ra môi trường khởi nghiệp công nghệ trên nền tảng Internet. Đến nay, khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành bước đệm thành công cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh có nhiệm vụ giảng dạy môn giáo dục quốc phòng cho sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với quy mô 17,5 hectare, trung tâm có thể đón tiếp 4.500 sinh viên mỗi tháng đến học tập và sinh hoạt nội trú. Mỗi năm, trung tâm đào tạo và cấp chứng chỉ quốc phòng cho khoảng 40.000 sinh viên trong và ngoài Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có hai khu ký túc xá sinh viên. Ký túc xá khu A được bố trí ở hướng đông của khu đô thị Đại học Quốc gia với những tòa nhà 5 tầng, quy mô hơn 20.000 sinh viên và rộng hơn 20 hectare đang được phát triển và xây dựng thêm. Bên cạnh đó, ký túc xá khu A mở rộng với hơn 5,6 hectare, đáp ứng 7.000 chỗ ở cho sinh viên đã hoàn thiện 100% và đi vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của sinh viên Đại học Quốc gia và sinh viên của phía Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Ký túc xá khu B được xây dựng mới với quy mô dành cho 33.000 sinh viên trên khu đất rộng hơn 21,6 hectare, chiều cao từ 12 đến 15 tầng. Đây là khu ký túc xá mới và hiện đại, thuận tiện về giao thông cho sinh viên Đại học Quốc gia và sinh viên các trường đại học khu đô thị Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, với một bến xe buýt được bố trí tại điểm cực tây của ranh giới Đại học Quốc gia và đường vành đai 3 nối giữa quốc lộ 1K và đại lộ xuyên Á. Khu nhà công vụ với diện tích 8 hectare dành cho khu vực nhà ở cho cán bộ trẻ và đón tiếp khách của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với tầng cao 12 tầng. Vị trí tiếp cận các hồ lớn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với không gian cảnh quan đẹp và thoáng đãng tạo ra môi trường sống trong lành yên tĩnh cho cán bộ trẻ. Các tuyến đường trong khu đô thị được xây dựng kết nối với các tuyến đường địa phương cùng với khu cảnh quan khu đô thị, nhất là các hồ đá là những địa điểm vui chơi giải trí cho sinh viên và người dân ở các khu vực lân cận. Giao thông kết nối khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước được cải thiện. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng tuyến đường vào cổng chính Đại học Quốc gia cũng như xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên với ga số 13 là ga Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến đến năm 2022 sẽ đưa vào hoạt động. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là khu đô thị đại học đầu tiên của Việt Nam đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện để trở thành khu đô thị hiện đại, thông minh, bền vững. Đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học và đời sống của sinh viên, cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai, khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một trong ba trụ cột của đô thị sáng tạo phía đông Thành phố Hồ Chí Minh.